Thưa quý vị và các bạn, kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại có thể giúp người thầy thuốc chẩn đoán sớm, chính xác nhiều bệnh lý, giúp hạn chế tối đa các thăm khám xâm nhập và hỗ trợ bác sĩ lâm sàng trong quá trình điều trị bệnh. Để quý vị và các bạn có thêm những kiến thức nhất định về chẩn đoán hình ảnh trong y học, chương trình Sức khỏe và cuộc sống hôm nay sẽ đề cập đến nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, các trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh ngày càng hiện đại. Nhiều kỹ thuật cao đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong y học nhằm phát hiện bệnh sớm, chẩn đoán chính xác, tăng hiệu quả của điều trị và dự phòng tích cực. Chẩn đoán hình ảnh là một ngành ứng dụng khoa học kỹ thuật sử dụng TX, sóng siêu âm hoặc cộng hưởng từ trường MRI để thể hiện cấu trúc cơ thể con người bằng hình ảnh theo quy ước nhằm cung cấp những thông tin lâm sàng cho bác sĩ. Chẩn đoán hình ảnh hay nói một cách dễ hiểu hơn là chẩn đoán bệnh lý thông qua hình ảnh là phương pháp rất quan trọng giúp cho bác sĩ và người bệnh hiểu rõ về hình thái, chức năng, cấu tạo sinh lý của cơ thể để từ đó đưa ra những phương pháp phòng ngừa và điều trị bệnh một cách hiệu quả nhất. Thì như chúng ta đã biết á, hồi xưa đó thì cái từ chẩn đoán hình ảnh á, nó được hiểu nôm na chỉ có X-quang thôi. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta biết cái thời đại bây giờ nó có rất là nhiều cái phương tiện để mà trong cái chẩn đoán hình ảnh của chúng ta. Đơn cử nhất, ví dụ là cơ bản chúng ta vẫn có cái X-quang. Cái thứ hai là cái vấn đề siêu âm. Cái thứ ba là vấn đề CT. Cái thứ tư là chụp cộng hưởng từ. Và sau này chúng ta còn thêm một cái nữa là về cái PET CT. Và mới nhất là chúng ta có thêm một cái MRI của CT nữa. Thì trong cái đó, nhưng mà về cái mặt hình ảnh thì chúng ta cũng đừng quên nữa hai một cái nhánh khác của chẩn đoán hình ảnh, đó là về nội soi. Thì nội soi chúng ta có là nội soi tai mũi họng, nội soi về đường tiêu hóa, nội soi về khớp, tất cả những cái chuyện đó thì nằm trong cái chẩn đoán hình ảnh. Thì cái vai trò, chúng ta biết rằng vai trò hiện nay đó, thì với những cái phương tiện đó thì chúng ta thấy là rất là nhiều cái ứng dụng. Hầu như là có thể nói là cái chẩn đoán hình ảnh nó sẽ là một cái bức thiết trong vấn đề mà để chẩn đoán của chúng ta. Cái vai trò chúng ta không thể chối cãi được cái chuyện đó. Nhưng mà chúng ta phải hiểu và chúng ta cho chỉ định đúng đó, thì thứ nhất là chúng ta có thể mang lại cái lợi ích cho cái người bác sĩ điều trị. Cái thứ hai là phải có sự phối hợp giữa cái người bác sĩ chẩn đoán hình ảnh và bác sĩ điều trị đó, thì kết quả nó sẽ tốt hơn cho người bệnh. Người bệnh sẽ hưởng lợi trên vấn đề đó. Và cái thứ ba là chúng ta không lạm dụng những kỹ thuật và chúng ta biết cái nào nó cũng có lợi và cái nào có hại. Thí dụ như là chúng ta biết rằng X-quang CT thì cái cơ bản của nó là chúng ta dùng cái TX. Thì TX này nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta. Thí dụ như là chúng ta chụp nhiều quá thì chúng ta không thể nào mà có thể là cái cơ thể mà nó chịu đựng được cái vấn đề của chúng ta. Thí dụ như là chúng ta chụp một cái X-quang phổi, nếu chúng ta chẩn đoán tốt, một bác sĩ X-quang tốt, một bác sĩ về lâm sàng á, chúng ta có kiến thức về X-quang thì chúng ta kết hợp lâm sàng á, chúng ta có thể chẩn đoán rất rõ ràng cái bệnh lý của cái phổi chúng ta, không cần phải chụp CT. CT khi nào bác sĩ X-quang coi hình ảnh nó như thế nào, đối chiếu với bác sĩ lâm sàng á, có cần nghi ngờ ung thư hay tất cả những cái gì khác á, chúng ta mới có thể là chúng ta chỉ định chụp cái CT. Thì như thế là gì? Chúng ta vừa tiết kiệm được tiền cho người bệnh của chúng ta. Cái thứ hai là chúng ta tiết kiệm được cái sự độc hại đối với lại cái cơ thể của cái người bệnh. Do đó chúng ta cần phải có cái nhất là phối hợp thật tốt trong cái đó và chúng ta biết cái chỉ định cái nào tốt, cái nào có hại thì chúng ta hạn chế cái đó. Đối với người Việt Nam chúng ta đó, thì cái phương tiện siêu âm đó là cái phương tiện đơn giản nhất nha, tốt nhất và cho cái cơ thể của người Việt Nam chúng ta. Hầu như là nếu chúng ta tận dụng được cái siêu âm á, thì chúng ta giải quyết gần như 80% một số bệnh của cái trong cơ thể của chúng ta, từ những bệnh nhiễm trùng ha, từ đến những cái bệnh về ung thư, chúng ta tầm soát ung thư, ví dụ như ung thư gan, ung thư thận hay tất cả những cái bệnh lý đó, rồi viêm ruột thừa hay là viêm tụy cấp, tất cả những cái đó nếu mà chúng ta tận dụng cái đó thì chúng ta không cần phải chụp CT bụng, không còn cái chụp MRI bụng là cái gì. Nhưng mà với điều kiện là gì, chúng ta phải hiểu biết. Ngược lại thì bác sĩ về X-quang chẩn đoán hình ảnh á, thì chúng ta phải hiểu biết về lâm sàng á, thì lúc đó chúng ta sẽ tập trung, chúng ta tìm những cái bệnh lý gì cần thiết. Thí dụ như là một người bác sĩ về cái chẩn đoán hình ảnh á, có kinh nghiệm tí xíu, chỉ cần lướt cái đầu dò trên bụng á, thì biết đau chỗ nào rồi. Thì lúc đó chúng ta tập trung vào cái đó, thì lúc đó thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta chẩn đoán chính xác hơn. Chẩn đoán hình ảnh đã góp phần quan trọng nâng cao tính chính xác, kịp thời và hiệu quả cao trong chẩn đoán bệnh. Việc sử dụng các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh khác nhau như siêu âm, chụp X-quang, CT, MRI
để chẩn đoán tình trạng bệnh có thực sự gây hại đến sức khỏe hay không. Đây là điều quan tâm lo lắng của mọi người. Mỗi phương pháp chẩn đoán hình ảnh đều dựa trên một nguyên tắc chung là ghi nhận đáp ứng cơ thể đối với các hạt, các tia vật lý. Mỗi loại mô có cách đáp ứng khác nhau với các tia khác nhau. Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh đôi khi cần kết hợp thông tin từ nhiều kỹ thuật khác nhau để xác định bản chất tổn thương. Vì thế, chúng ta đừng ngạc nhiên nếu thấy có sự khác nhau giữa các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh. Và tốt hơn hết, chúng ta nên chẩn đoán hình ảnh khi có chỉ định của các bác sĩ. Và trong chẩn đoán hình ảnh đó, thì có những cái mà chúng ta biết cái nào độc hại, cái nào nó không độc hại á. Nhưng thực tế chúng tôi thấy, ví dụ như là có nhiều cái người nhà thân á, như cha mẹ đó, đặt vấn đề bác sĩ ơi, cái này siêu âm bụng trẻ em nhiều quá nó có hại hay không? Ha, thì cho tới bây giờ vấn đề mà siêu âm bụng đối với trẻ em thì chắc chắn nó không có ảnh hưởng gì. Nhưng mà nếu mà chúng ta chuyển sang một cái đa bụng mà chúng ta không có chỉ định đúng á, có một số trường hợp mà chúng ta nghi ngờ, nếu mà chúng ta chụp X-quang bụng nhiều quá thì chắc chắn rằng nó sẽ có ảnh hưởng. Nhất là những cái đứa bé thì cái bộ phận sinh dục, có tất cả hệ cơ quan sinh sản nó đang phát triển, thì nếu chúng ta chụp nhiều X-quang quá thì chắc chắn không tốt. Và cho đến bây giờ siêu âm là một phương tiện an toàn nhất đối với lại cái chẩn đoán bụng của trẻ em. Cái thứ hai á, là một cái câu hỏi mà cũng rất là nhiều á, mà chúng ta gặp, đó là ví dụ người nữ á, thường mang thai á, có một số bà mẹ rất là thương con á, cứ đòi hỏi phải siêu âm để thấy mặt con, nhất là siêu âm 4 chiều á, để thấy con mình mặt mũi như thế nào, lúc đó nó bú tay hay lúc đó nó cười. Nhưng mà thật sự cho đến bây giờ chúng ta biết rằng á, hiện tại bây giờ chưa có cái công bố nào mà cái siêu âm mà có độc hại. Nhưng mà qua cái thực tế chúng ta biết rằng á, thì nếu mà cái siêu âm 4 chiều á, làm gì làm nó cũng tạo cái năng lượng nhiều hơn. Đối với nhiều người chúng tôi thì chúng tôi có cái cảm giác rất là rõ ràng, khi mà chúng ta dùng siêu âm 4 chiều á, so lại cái siêu âm 2 chiều, siêu âm bình thường á, thì nó sẽ kích thích đứa bé nhiều hơn. Ha, còn cái vấn đề mà có hậu quả hay không thì chúng ta phải có cái vấn đề mà nghiên cứu về sâu xa, phải có cái thời gian để chúng ta có thể là thống kê lại được đó. Nhưng mà tốt nhất thì chúng ta, tại sao chúng ta phải siêu âm đó? Siêu âm để làm gì? Để chúng ta mục tiêu là chúng ta đánh giá đứa bé tốt hay không, có những bất thường bẩm sinh hay không. Lúc đó đứa bé phát triển tốt thôi thì đó chúng ta làm theo đúng cái quy trình thôi. Đừng có siêu âm để mà thỏa mãn cho chính người mẹ, chính cho cha mẹ đó, thì thật sự cái đó là cái không tốt. Cái tư tưởng đó không tốt cho cái chúng ta. Đó thì chúng ta phải suy nghĩ lại cái vấn đề đó. Mặc dù nó chưa có, nhưng mà chúng ta phải coi cái nào đúng. Thứ nhất là chúng ta tiết kiệm tiền. Thứ hai là chúng ta có những cái nó chúng ta chưa biết nó như thế nào, thì ra chúng ta cũng nên hạn chế, nhất là trong siêu âm mà chúng ta cao cấp, chúng ta thật sự thì chúng ta phải coi lại những cái đó. Y học hiện đại chẩn đoán bệnh dựa vào các triệu chứng lâm sàng và các triệu chứng cận lâm sàng. Trong chẩn đoán cận lâm sàng thì chẩn đoán dựa trên hình ảnh thu được từ các thiết bị, máy y tế ngày càng chiếm một vai trò quan trọng, nhất là ngày nay với sự trợ giúp của các thiết bị, máy y tế hiện đại, công nghệ cao, có các phần mềm tin học hỗ trợ, làm cho hình ảnh rõ nét và chính xác hơn. Chẩn đoán hình ảnh đã và đang đóng vai trò quan trọng trong y khoa. Chúng ta biết rằng những cái lợi ích của những phương tiện chẩn đoán của chúng ta đó bây giờ có thể phát hiện rất là sớm, và chúng ta có thể, nếu mà chúng ta có điều kiện, chúng ta tuân thủ theo những cái quy trình của chẩn đoán chúng ta. Ví dụ như chúng ta phải khám sức khỏe thường xuyên hàng năm, cái tuổi nào như thế nào á, thì chúng ta cần phải có những cái đó, có những cái phác đồ rõ ràng, có những cái protocol, cái quy trình á rõ ràng, chúng ta thực hiện theo đó. Thí dụ như chúng ta kiểm tra sức khỏe hàng năm, cái người phụ nữ trên 40 tuổi thì chúng ta phải tận dụng cái mammo, cái chụp nhũ ảnh như thế nào, chúng ta kết hợp siêu âm để chúng ta phát hiện ung thư vú rất là sớm những trường hợp đó. Ví dụ bây giờ phương tiện chẩn đoán rất là dễ dàng, bây giờ chúng ta trong môi trường sống của Việt Nam chúng ta đã thống kê quá nhiều cái chuyện ví dụ ung thư gan đi, để ngừa cái đó là thì chúng ta kiểm tra sức khỏe hàng năm. Và cái thứ hai, chúng ta dùng cái siêu âm bụng thôi, chúng ta rất đơn giản, và cái siêu âm bụng thì nó có thể tầm soát cho chúng ta được rất nhiều chuyện trong đó, từ ung thư gan, từ ung thư thận, từ ung thư tụy nè, tới vấn đề ung thư hệ sinh dục. Ha, tất cả hệ sinh dục thì còn người nữ, người nam thì nó cũng có những cái riêng của nó. Nhưng mà cái phương tiện chẩn đoán chúng ta rất dễ dàng cho đó, và chúng ta tuân thủ theo cái đó. Ha, đó thì cái vấn đề thực sự chúng ta coi tốn kém một lần, nhưng mà có những trường hợp phát hiện sớm được ung thư thì chúng ta điều trị rất hiệu quả, và nó không tốn kém, và chúng ta còn có thể là chúng ta còn duy trì được đời sống chúng ta tốt hơn. Do đó chúng ta làm theo tất cả những cái gì trên cái thế giới nó đã ứng dụng rồi, chúng ta cứ yên tâm vào đó, và bác sĩ sẽ tư vấn cái gì cần làm và cái gì không cần làm á, thì cứ hỏi ý kiến bác sĩ, và chúng ta người bệnh cũng trao đổi thẳng thắn với bác sĩ luôn,
Ví dụ tôi có yếu tố gia đình như thế nào, tôi cần phải kiểm tra cái gì đó, thì người bác sĩ sẽ tư vấn tốt và chúng ta chọn được phương tiện chẩn đoán hình ảnh tốt cho cái cơ chúng ta, với mục tiêu cuối cùng vẫn là phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Một cái câu hỏi mà nhiều người bệnh nhân đặt ra đối với bác sĩ, tức là khi nào thì chúng tôi được làm chẩn đoán hình ảnh? Thì vấn đề này chúng tôi cũng trao đổi với quý vị khán giả nghe đài, thì có một số vấn đề sau đây. Có những vấn đề khi chúng ta chưa có bệnh lý nhưng chúng ta cũng cần phải có làm cái cận lâm sàng, tức là phải làm xét nghiệm, chúng ta phải chụp X-quang, chúng ta phải chụp CT và thậm chí chúng ta cũng phải chụp MRI khi mà người bệnh hoàn toàn họ chưa phát hiện ra những cái triệu chứng đấy. Tôi nói ví dụ trong vấn đề những bệnh lý về ung thư hiện nay. Những bệnh lý về ung thư hiện nay thì không phải là chúng ta chỉ chờ đến khi mà cái người bệnh bị ung thư rồi thì chúng ta mới làm xét nghiệm, chúng ta mới làm chẩn đoán hình ảnh, chúng ta mới chụp CT rồi chúng ta mới chụp X-quang. Thì cái điều đó ngày nay cái khoa học nó tiến bộ rồi và cái con người chúng ta sẽ được làm những cái xét nghiệm trước khi những cái bệnh lý đó nó hoàn toàn chưa có triệu chứng. Tôi nói đơn giản ví dụ như một người bị ung thư phổi. Thế thì phần lớn hiện nay, nếu như chúng ta chờ cho đến khi có triệu chứng của ung thư phổi thì cái ung thư đó đã tiến triển đến giai đoạn 3 và giai đoạn 4 rồi. Thế thì thông thường khi chúng ta phát hiện ra đó thì chúng ta không còn khả năng chữa trị nữa. Nhưng ngược lại, trong một cái bệnh nhân sẽ được tầm soát cái sức khỏe định kỳ vào mỗi năm một lần, thì người ta có thể xét nghiệm tầm soát tất cả các cái xét nghiệm có khả năng gây ung thư. Và những xét nghiệm có thể phát hiện được cái những ung thư sớm, những ung thư sớm. Thế thì những cái đó là hoàn toàn mình sẽ được làm trước hết khi mà người bệnh hoàn toàn chưa có một cái triệu chứng gì. Thì khi mà chúng ta phát hiện sớm như thế thì chúng ta bắt đầu mới phối hợp với những cái xét nghiệm kỹ thuật cao như là CT, như là MRI để chúng ta phát hiện cái tổn thương đó nó đã bắt đầu chưa. Mặc dù trên xét nghiệm nó đã có cái biểu hiện của bệnh nhân bị ung thư. Có những xét nghiệm kháng thể tự động mình đã phát hiện được rằng bệnh nhân đó có đang phôi thai một cái ung thư phổi, phôi thai một cái ung thư vú, ung thư cổ tử cung, thì những các cái cận lâm sàng sau đó siêu âm, X-quang, CT, MRI người ta sẽ được tiến hành nhanh để xác minh lại cái tiến triển của cái bệnh lý đó qua cái xét nghiệm đã phát hiện ra. Thì đấy là những cái giá trị của cái chẩn đoán của cái chẩn đoán hình ảnh ngày nay, thì chúng ta không cần chờ để đến khúc đó triệu chứng rồi thì chúng ta mới phát hiện, mà chúng ta cần phải phát hiện trước đó và cần phải tầm soát trước đó khi mà chúng ta hoàn toàn chưa có bệnh lý. Máy móc, trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh mới hiện nay được cải tiến rất nhiều nhằm giảm tối thiểu ảnh hưởng của tia bức xạ cho bệnh nhân nhưng vẫn bảo đảm giá trị chẩn đoán. Các phương tiện hiện đại ngày nay cho phép chúng ta phát hiện sớm và chính xác hơn các bệnh lý, từ đó sẽ hạn chế các thủ thuật điều trị không cần thiết. Thông qua các kết quả hình ảnh, bác sĩ sẽ đưa ra chẩn đoán bệnh chính xác. Bằng cách đó, chẩn đoán hình ảnh đã tham gia ở tuyến đầu của công tác chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng qua những thông tin mà chương trình Sức khỏe và Cuộc sống vừa cung cấp, quý vị và các bạn có những thông tin bổ ích về chẩn đoán hình ảnh trong y học. Chương trình Sức khỏe và Cuộc sống hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.